Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ có hai chiếc đồng hồ Skeleton rất đẹp, siêu phẩm tới từ Thụy Sĩ muốn giới thiệu với các bác. Đây là hai chiếc đồng hồ đôi các bác nhé. Đó, đây là một đôi giống hệt nhau và được hai vị khách của bên em mua tại thị trường châu Âu, sau đó mang về Việt Nam nên nó sẽ có mức giá rất là tốt và chất lượng cực kỳ đảm bảo. Đảm bảo với các bác đây là hai chiếc chính hãng và đặc biệt là giá của nó qua sử dụng này cực kỳ tốt. Nếu như mà khi mua mới, một chiếc này nó đã có giá hơn 66 triệu rồi, thì bây giờ em chia sẻ lại cả cặp đôi này. Em hy vọng là sẽ có bác nào mua cả cặp đôi để về đeo đôi với cả vợ của mình, người thương của mình. Một chiếc, một đôi như này giá chưa bằng lúc mua một chiếc các bác nhé. Đó, một chiếc này bây giờ thì em chỉ giao lưu mức giá là 24.500.000 thôi. Đó, hai chiếc này thì sẽ là 45 triệu, chưa bằng một chiếc lúc mua mới. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp mắt và sẽ cực kỳ sexy của dòng sản phẩm Atelier. Đây là một chiếc đồng hồ Skeleton lộ toàn bộ cái bộ máy cơ học Thụy Sĩ cực kỳ cao cấp ở đây. Các bác sẽ được quan sát đầy đủ hệ thống bánh răng, hệ thống ổ cót cũng như là hệ thống các cái bộ cân bằng hoạt động như thế nào. Đó, được trang bị cái công nghệ vật liệu mới. Chúng ta sẽ có kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa cực kỳ đẹp mắt và cao cấp. Bộ máy được hoàn thiện chỉnh chu từ những cái thiết kế đẳng cấp cũng như là những cái chi tiết được hoàn thiện rất bắt mắt trên mặt số. Một chiếc đồng hồ Skeleton lộ toàn bộ máy như này không chỉ đơn giản là bỏ đi phần mặt số mà các chi tiết phải được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao cấp nhất, sắc sảo nhất, đẹp mắt nhất, nhưng vẫn giữ cho mình được những cái chi tiết hoạt động chuẩn xác và mượt mà tới từ Thụy Sĩ. Đây, với một chiếc đồng hồ nữ thì chúng ta sẽ rất khó tìm kiếm một chiếc đồng hồ nữ mà Skeleton lộ cơ như này. Đó, size của chiếc này cũng rất là hợp lý dành cho các chị em có cổ tay vừa và nhỏ cũng có thể đeo được. Với chiếc đồng hồ này chỉ có size 31mm thôi, rất là hợp lý các bác nhé. Em sẽ lên cót cả hai chiếc bởi vì là cái chiếc đồng hồ này đều đang không có cót để hoạt động, nó được trưng bày trong hộp. Các bác thấy không ạ? Một đôi đồng hồ rất là tuyệt vời với phần đờ mi vàng sang trọng, thiết kế hoàn thiện rất cao và đẹp mắt của Oris. Đó, đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Đây, em cho các bác xem bộ máy phía sau này. Hoàn thiện rất tốt các bác nhé. Độ hoàn thiện rất cao. Đó, bộ máy rất đẹp của chữ Oris này. Đây, đó, hệ thống đánh răng chuyển động mượt mà và cực kỳ chuẩn xác. Ok, đây là chiếc đồng hồ nam ạ. Các bạn thấy không? Bộ máy được hoàn thiện xuất sắc và có cái phần búa đỏ quen thuộc nổi tiếng của Oris ở đây. Những cái phần cầu máy được hoàn thiện chỉnh chu, trau chuốt và sắc sảo, chống nước 5 ATM các bác nhé. Đó, ngay bây giờ thì em sẽ ướm lên cổ tay. Với đồng hồ chúng ta được trang bị một cái khóa chống gập gãy dây như thế này. Các bác, phần dây thừa nó sẽ ôm gọn vào cổ tay như này, rất là thanh lịch. Đó, chiếc nam của chúng ta size 40, rất là dễ đeo. Các bác chỉ cần cổ tay khoảng từ 15,5 như của em trở lên là đã đeo đẹp rồi. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các bác nghĩ sao nếu như là các bác và người thương của mình cùng đeo một chiếc đồng hồ đẳng cấp như này, một đôi tuyệt vời như này? Đó, sản phẩm thì đang có sẵn tại cửa hàng nhé. Các bác có thể đến để lên tay trải nghiệm trực tiếp. Các bác ở xa không có điều kiện đến mới lên tay thì em có thể hỗ trợ ship COD, tức là các bác kiểm tra nhận hàng thanh toán tại nhà, đảm bảo là đúng hàng chính hãng, đúng như trên miêu tả với video thì các bác mới nhận hàng cho em. Nhưng với những cái sản phẩm giá trị cao và chính hãng như này, em sẽ nhận cọc 10% giá trị sản phẩm trước khi ship gửi cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh, kết bạn Zalo với em trên góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất cứ một cái chiếc đồng hồ, một video của bên em cả. Xin chào và hẹn gặp lại.